Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với blog tin thi thi. Hy vọng rằng những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những thông tin bổ ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình, chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Sau Quang Hà thiệt hại 30 tỷ, Hoa Linh thừa nhận không muốn diễn. Nguyễn Quang là tổng đạo diễn của La Sau Quang Hà cho biết thiệt hại của ekip ít nhất là khoảng 30 tỷ đồng. Lê Sau không thể thay thế của Quang Hà dự kiến diễn ra trong hai đêm là 28 và 29 tháng 9 tại Cùng Văn hóa Hữu nghị Việt Sâu Hà Nội. Tuy nhiên thì đến giờ chót, chương trình bất ngờ bị hủy vì địa điểm tổ chức đêm nhạc bị cháy vào sáng 28 tháng 9. Chiều 29 tháng 9, Quang Hà đã có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, thông báo rời đêm lại sau thứ hai lên vào ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó thì buổi lại sau đầu tiên của ca sĩ đã diễn ra khá thành công tại khách sạn Marriott, Hà Nội. Với sự tham gia đầy đủ của các khách mời cũng như Hoài Linh, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Đàn Trường. Tại buổi gặp gỡ Quang Hà trải lòng về sự cố hòa hoạn chẳng ai mong muốn vừa qua. Nghe tin dữ thì nam ca sĩ thừa nhận, người nghị lực như anh cũng không giữ được bình tĩnh, bị sốc, ngắt xỉu và phải nhập viện ngay sau đó. Khi biết thêm về nhiều dụng cụ sân khấu và trang phục bị cháy thiêu rụi hoàn toàn, dòng ca sinh năm 1981 cho hay, tôi chẳng muốn làm gì, thậm chí không còn tâm trí để hát trong các buổi diễn thay thế xong trước sự động viên của người thân, đồng nghiệp và trên hết chính là sự nhiệt tình của ekip, nam ca sĩ hứa sẽ chơi hết mình trên sân khấu trong đêm diễn của ngày 1 tháng 10. Quang cường là quản lý của quang hà cho biết, Live sau lần này được ekip gần 200 người chuẩn bị từ nhiều tháng và đầu tư khá nhiều tiền bạc và chất xám. trong các khâu chuẩn bị, phía nhà sản xuất đều trả chi phí trước cho các đơn vị và sử dụng những dịch vụ tốt nhất. 90% chi phí chúng tôi đã thanh toán và không nghĩ rằng có sự cố đáng tiếc như vậy, anh nói. Về vụ cháy thì Quang Cường cho biết, hiện tại thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra lại toàn bộ sự việc và sẽ có kết quả sớm nhất. Sự mất mắt này chẳng ai muốn nhưng phí cho thủy địa điểm phải có trách nhiệm, không ai muốn mất đền cả. Nhưng cục văn hóa hữu người Việt Xô cũng cản lên tiếng về sự việc. Chúng tôi đã thanh toán 240 triệu đồng để thuê hai đêm diễn tại cùng Việt Xô. Nhạc sĩ Nguyễn Quang, tổng đạo diễn của Lai Show, không thể thay thế tuyên bố thiệt hại về sân khấu âm thanh ánh sáng sau vụ cháy ít nhất khoảng 30 tỷ đồng. Tất cả đã mất hết, nhiều dụng cụ âm nhạc quý giá của các anh em nhạc công đã cháy hết rất đau lòng. Buổi diễn thay thế đầu tiên chúng tôi chỉ có 2 tiếng để chuẩn bị. Đêm thứ hai chúng tôi sẽ có 2 ngày, sân khấu cũng được thiết kế lại hoàn toàn, tất cả sẽ bắt đầu từ con số 0. Ekip hứa là chương trình trong đêm ngày 1 tháng 10 vẫn sẽ hoành tráng và truyền tài đúng ý tưởng đã lên kế hoạch từ đầu, Nguyễn Quang cho hay. Khi ekip Quang Hà thông báo về đêm diễn ngày 1 tháng 10, danh hài Hoài Linh, Bằng Kiều, Lệ Quyên và nhiều nghệ sĩ khác đã gặt đầu đồng ý tham gia để ủng hộ cho dòng ca sinh năm 1981. Buổi họp báo cũng có sự tham gia của danh hài Hoài Linh. Anh tỏ ra khâm phục tinh thần thép của Quang Hà khi có thể vững vàng tinh thần trên sân khấu sau sự cố. Nếu mà tôi gặp chuyện như vậy, có đi hát 30 năm thì bản thân vẫn sẽ nằm trên sân khấu mắt. Tâm trí đâu mà hát. Tôi vừa xuống máy bay lúc 15 giờ là bên Quang Hà nhắn tin qua hát lên Tôi hoảng hồn luôn Cũng qua bên đó tôi mới thấy rằng Thằng em Quang Hà của mình bản lĩnh như thế nào Thú thật là lúc đứng trên sân khấu Tôi chẳng muốn diễn Tôi có gọi cho Quang Cường bảo là cho anh ra EA vài bài Rồi vô chứ không diễn được đâu Nhưng khi ra sân khấu Quang Hà còn nhớ lời hơn tôi Tôi lo sợ quá nên quyền mất lời Vì vậy sau ngày 1 tháng 10 tới Là tâm huyết của hàng trăm con người Và Quang Hà sẽ hát bằng cả trái tim Hoài Linh bọc bạch Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi thực sự hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi có thông tin mới. Bây giờ chúng ta có thể nhắn tiếp vào đây và xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.